Mẹ ơi, con chịu đựng hết nổi, con bị đánh ngày nào con cũng bị đánh hết, cho con ăn lít nước đá chó, ăn tất cả cái gì con cũng ăn được hết, cá sống, lần sống con cũng ăn, cái gì con cũng ăn hết. Mắt ăn. Em gặp con anh Nghĩa rất nhiều, anh Nghĩa cho con cái clip này với ở dưới, giúp đỡ cho con em được lên đây gặp em. Em gặp con anh em ngồi. Hoàn cảnh em như thế nào mà em đi xuống với Cà Mau mà để gia đình cho con hành em? Tại vì bà em muốn ở dưới á, rồi em về dưới á. Con mới về dưới hoàn trả nợ của ngoại. Rồi trả trả nợ là em đi xuống tới làm bao lâu rồi? Dạ em đi mà phải gốc này từ bây giờ. Rồi là trừ được bao nhiêu tiền? Không biết nữa mà nhiêu gì đưa cho ngoại nhiêu gì là trừ. Mà bà ngoại em thương làm cái gì mà thiếu nợ với gia đình đó? Em không biết được. Rồi em làm ở đó khoảng thời gian bao lâu em nhớ không? Dạ mà nó trên cống tin hãng gì hút 10 tuổi à. Rồi xuống gì kỹ bởi vì mới xuống mới có năm ngoài à. Tức là em làm khoảng hơn 1 năm rồi ha. Rồi em chừng được số nào bao nhiêu em nhớ không? Dạ không. Rồi người ta có những hành động như thế nào thì em kể rõ cho anh nghe với. Tại vì chị Kiểm mướn con á là 1 năm 40 triệu. Ừ. Là mướn con đi bằng cá ở trong công ty Minh Thái chặt đầu cá. Rồi dì Kiểm hút đầu xuống á, dì Kiểm nó xử đúng được. Rồi 2-3 tháng sau dì Kiểm nó xử tàn bạc. Ừ. Lý do làm sao mà nó xử như vậy? Tại vì bà ngoại thiếu nợ dì Kiểm á. Rồi dì Kiểm chuột là chị của dì Kiểm là chị Hai. Rồi chị em nghịch với nhau á, rồi cái dì Kiểm bà mới ghét ngoại. Rồi không có làm gì được ngoại, rồi mới xây qua tới con. Là cái tác động này là từ thời điểm nào mới tác động nha? Dạ, 6 tháng. Làm được 6 tháng nha. Là xảy ra mâu thuẫn rồi người ta, nói chung là đổ lên đầu em. Là gần nhất là mấy bữa nay đúng không? Dạ. Là con mắt em hiện tại là bị cái này là sao? Dạ bị tống lấy cái giò bả đạp á. À, chỉ duy nhất bà Kiểm là đối xử với em thôi. Ngoài trong gia đình còn ai nữa không? Dạ còn con gái của dì Kiểm. Gái luôn, là hai người. Rồi những cái vết trên người là họ dùng cái gì để mà làm? Dạ dì Kiểm nhéo. Nhéo hả? Chỉ lấy cái lau nhà đâm thẳng mới có cái đường dài. Một cái tay kinh dưới, cái tay kinh lên. Là cái vết này là trước đó hay như thế nào? Là cái dao. Gì ha? Rồi gần nhất là lý do gì phải làm vậy? Con không có. Gần nhất là lý do gì em? Gần tại mới đây nè. Hiện tại là cũng như là quần nhỏ dì Kiểm. À. Quần nhỏ của dì Kiểm là dì Kiểm sạn, dì Kiểm được bỏ bớt. Là dì Kiểm không có được bỏ xong mà bỏ vô cái bớt. Rồi cái dì Kiểm có sạn cho con nữa. Dì Kiểm nó còn, dì Kiểm nó còn cái dì Kiểm đem quần nhỏ nhỏ ra. Dì Kiểm nó con là cái quần nhỏ nhỏ cũng lớn như nhỏ mà. Mà thật sự là con không có lấy. Rồi cái dì Kiểm nghe coi lại nhỏ dì Kiểm là dì Kiểm có sạn nguyên một bọc, dì Kiểm bỏ dưới sàn lãng á, để tại vì đó là cái sông ứ gác lại để nuôi gà nuôi vịt. Cái dì Kiểm bả mới lục lại, bả nói là con đem giục đồ của dì Kiểm, dì Kiểm muốn gặp con ghét, con đem giục đồ của dì Kiểm. Mà con không giục á thì con luôn bị quýnh, mà con không giục thì con luôn bị quýnh. Còn ngoại con mới thấy con bị quýnh vậy, ngoại con nói chịu lại đi, ngoại hền. Rồi mấy có 32 cái quần nhỏ mà đền con là tới 350. Còn ngoại đúng sức tiền ngoại trả. Rồi để người con là dục xuống sông, rồi kêu con xuống sông mò. Rồi cậu nhắm rồi con không có dục, rồi sao mà con xuống sông con mò được. Cậu quần đó mà con mò. Con biết 3 ngày đó con nghỉ. Con kia con nghỉ ca 3 ngày. Con biết 3 ngày đó có thể là con sống không nổi. Tại vì con mới quyết định là con mới trốn đi trên mẹ. Lúc đó thì ai tạo điều kiện để giúp em gì đấy? Tại vì chị Bảy là chị Bảy, em Bảy của mẹ con. Mới nhờ cha Khanh là tại vì con kêu bằng cha với mẹ không à. Con mới kêu á mẹ ơi, kêu cha Khanh đó giúp con đưa con về cho mẹ. Cái cha Khanh nó mới chịu. Con chạy chỗ bánh phà mà để chỗ bánh phà.
mà con đi bàn về cái con không thấy ai để chơi, cha Khanh không có ở trên chỗ đó. Cái con mới điều mạng á là con mới gan, con mới lội về nhà. Con nghe bọc mực con để ở ngoài sân á, để về bầm trong mơ cho dịch ăn. Cái mà con không có dám vô nhà, con sợ vô nhà cái rồi con đi ra cái bà nói con cắp vàng cắp tiền của bà đi. Rồi á con mới lội đi lại ngay chỗ bến phà nữa thì một quận. Cái con thấy người nhỏ là con gái của dì Kiểm là thứ ba. Nó mới hỏi con á là đi đâu, cái con mới trả lời á là con đi lấy cái nón kết. Mà thật sự cái nón kết con làm lọt lại thiệt. Rồi cái con mới quay lại con lấy cái nón kết. Cái con kiếm hoài không gặp Gia Khanh. Cái con mới nhờ dì Tiên ơi, dì Tiên cho con ở nhà nhà dì Tiên một ngày để cho con có gì con kiếm á, để con trốn đi. Dì Tiên mới dẫn con vô nhà dì Bảy là người quen của mẹ con gì đó, rồi mới giúp đỡ con ở đó. Rồi cậu Nghĩa 4 giờ mới đưa con về đây. 4 giờ sáng rồi 8 giờ con mới tới chỗ. Rồi là về đây luôn ha. Cậu Nghĩa là sao ở đó? Cậu Nghĩa đó là bằng chung với cha con. Mà bà ngoại cưng ở đâu? Ở đó luôn hay sao? Dạ. Còn bà ngoại, có bà ngoại là người, bà ngoại là lúc mà con trốn vậy bà ngoại ở một mình đó là ai giải cứu? Bà ngoại bị gì kiểm nhốt. Nhốt luôn hả? Nhốt. Ghê vậy con. Ghê vậy. Nhốt lại sợ ngoại con trốn rồi tập khu máy hết. À. Trời đất ơi. Bà ngoại nhiêu tuổi rồi? Bà ngoại con 63. Bà kiểm này là công việc bả làm là công việc gì? Dạ bằng công ty Minh Thái gì đó, dựa bằng trong công ty Minh Thái chặt đầu cá. Bả chủ hay là sao? Dạ không, bà đúng con người công nhân vậy đó. Nhưng mà nghe nói ông chồng ai cũng ngán bà hết. Vậy là bà dữ lắm rồi đó ha. Nên kỳ quản lý trong đó vậy. Là cưng làm được bao nhiêu năm cho bà rồi? Dạ năm ngoài. Năm ngoài ha. Là trả được, mình cũng biết là trả được bao nhiêu hả? Dạ. Rồi bà ngoại có làm gì ở đó không? Dạ bà ngoại con cũng đi làm. Cũng đi làm công ty đó luôn? Dạ. Mà sao có hai người phụ nữ không, lấy cưng với ngoại không, là không làm lại bà sao mà để như vậy dữ vậy? Tại vì thiếu nợ chịu nhịn nhục để trả hết nợ. Trời ơi, con không có nổi nữa. Rồi cả nhà thấy cái tay chân của bé kìa, sưng hết trơn mà kiểu như nở á, với lại là như những vết thẹo kìa, còn thẹo kính nhiều vết lắm đó con. Thì các bạn hạ con có kêu cứu ai không con? Sầu riêng luôn hả? Ba ông vô bắt khóc. Ngồi bắt nè, bà bắt nhỏ liếm nước đáy rồi lấy bằng như sinh ngại nhỏ. Liếm nước đáy của ai? Trời đất ơi. Đó, bà ngồi á, rồi cổ phá vẻ là nhỏ sầu riêng đánh á, chứ đâu phải móng tay đó đâu. Vậy hả? Ngay chân cái miệng bé là cưng là trúng cái vỏ bà đá phải không? Tét luôn. Bà đá sưng mắt bé luôn á. Trời ơi, mà chơi vỏ sầu riêng luôn. Bây giờ bé nhấc đầu lên là bé mò mắt á. Tại vì cái đầu bả giờ đầu nó giờ đánh chấn thương. Yeah. Hai mắt bé hiện tại là bị thâm đen hết trơn cả nhà, hai bên luôn. Là dùng giò ha. Dùng giò đá. Đá dữ vậy. Tại vì còn nghe con nghe nói thông tin là móc lưỡi câu là có không con? Có luôn hả? Móc lưỡi câu. Rồi. Bé nhổ lông bé giờ một bên tốt hơn không? Trời đất ơi. Lông bé hả? Móc ở vùng kính hết trơn. Lông bé nữa. Rồi, móc vô dùng kính hả con? Là... Dạ, móc vô dùng kính mù á. Rồi, giật rồi cái gãy cái lưỡi cầu, rồi cái con nhức quá. Ác dữ gì trời? Háo ra. Thì con mấy hết. Nó hành hạ trong con trong suốt khoảng thời gian dài này luôn hả? Dạ, bữa nào nói chung bữa nào cũng hành hạ nữa. Không cho con khóc luôn. Tại sao bà này bà biến thái hay sao chứ tự nhiên người ta làm để trả nợ cho mình mà là sao làm những hành động gì? Thấy mặt nhỏ này là cũng đấm, thấy vậy mặt hả? Cũng đấm. Rồi cái câu chuyện mà uống nước tiểu của có không con? Liếm có không? Con phải làm liếm luôn hả? Con không liếm gì con bị quýnh. Trời ơi. Con phải liếm luôn. Không liếm bà này là quỷ gì vậy? Bắt nhỏ ăn bảy chết nên là nhỏ không ăn phải đánh thằng nhỏ, phải bắt buộc phải ăn. Này con hiểu lý do sao ta? Là chúng mình hỏi vậy nha. Rồi bình thường con ăn uống như thế nào? Cơm nước tới giờ cũng như là tới giờ mình ăn cơm thì bà có cho con ăn cơm nước gì không? Dạ ăn cơm nước thì bà cho, nhưng mà dắt tối về là con ăn cơm, bữa nào con ăn miếng quýnh. Ngoài bà hành hạ con ra còn có ai hành hạ con nữa không? Dạ không. Mà cái sự việc khi bà hành hạ con là có những người nào chứng kiến con nhớ không? Dạ nhớ. Có ai chứng kiến ở đó không? Con gái bà. Con gái bà. Nhà bà đúng có gắn camera nữa thôi. Có gắn camera hả? Tại vì nhà bà có gắn cái 4 camera, một cái camera ngoài trước, camera ngoài sau.
Hàng xóm ở đó biết không em? Dạ không. Tại vì khi mà đóng cửa hay sao? Dạ đóng cửa. Rồi bà ngoại cưng là bả nhốt bằng cái gì? Bả nhốt ở bên nhà bển á. Có cái nhà riêng đó hả? Dạ, tại vì ngoại mướn nhà. À, mà nhốt tại cái nhà mướn luôn. Mà cái bữa mà em trốn đây á là đem bà ngoại em về bên nhà bả ở. À, ghê trời. Mỗi lần mà bà hành hạ con về bà không thấy không? Con nhỏ thì không thấy hả? Bà ngoại con có hỏi mà con không dám nói với ngoại. Bà ngoại con thấy những cái vết thương mà ngoại có hỏi con hả? Con không dám nói với ngoại. Con sợ ngoại suy nghĩ, ngoại bệnh, ngoại lo. Rồi những lúc mà con tâm sự là con bị như vậy thì bà ngoại nói con là cứ cố gắng là sau này ngoại đền bù cho con hả? Đúng không? Dạ bà ngoại có nói là gán đi con, trả hết nợ rồi mình đi. Con mới nói ngoại là con gán hết nổi rồi. Năm mấy trời như vậy đó thì... Phải cái chuyện thiếu nợ thì người ta làm, người ta trả từ từ, cái đâu đến được phải như vậy. Bà ngoại cưng có bị như giống như cưng không? Cũng có bị quýnh. Có luôn. Này rồi cam chịu gán trả nợ mà sao không hiểu sao mà bà này có làm vậy nha. Bà nợ càng này càng vượt thêm con. Càng thêm đó con. Thêm mà biết thêm số nợ là khoảng bao nhiêu? Nghe nói bà ngoại nghe nói kiếm đâu 100 triệu á. Ghê vậy? Hơn 100 triệu mà. Hơn 100 triệu thì làm biết cho nhà trả trả nó nổi. Nhà con thuộc dạng khó khăn thì sao? Đúng khó khăn. Khó khăn. Hiện tại là nhà đây nhà của bé luôn như thế nào? Nhà của mẹ cha đó. Rồi mẹ cha thì làm ở đây hay là làm ở đây? Ở đây ha. Đến khi mà con trốn về thì mẹ con mới biết đúng không? Dạ. Hồi lúc trước giờ không có liên hệ lạc đi về cho gia đình được sao? Tại vì bà không cho con xả máy, không cho được. Không cho vậy hả? Rồi, chú hết máy, mất máy luôn anh. Cất máy luôn. Cái số nợ là của ai? Của ngoại. Chú biết của ngoại ông dai để làm gì không? Ngoại dai số nợ để làm gì cũng không? Con không biết nữa. Thì con làm những tháng này quả trừ cho con là con sẽ tăng tiền. Tại vì con bảo mướn có 1 năm 40 triệu. Thì con màng 1 năm mà con màng mãn năm rồi mà con cũng nghe đến thân là con có hỏi ngoại gì, ngoại nói gì con gán đi rồi mình trả hết nợ rồi mình đi. Vì con cũng gán mà con gán càng ngày càng không muốn nổi. Con ơi, càng gán mà nợ càng tăng. Khi mà con làm trong công ty á thì những cái người làm trong công ty có biết cái chuyện này không con? Dạ biết, mấy gì đó có giúp đỡ với con á. À, cái gì nghe cũng có giúp đỡ cho con hả? Mà cũng chẳng dám làm người bả hả? Bả hung tàn trong công ty đó hả? Dạ. Này như bạo chúa trời. Biết thì bà này ác cho ghê đi ha. Có mấy gì trong công ty có kêu con trốn đi đi. Ừ. Chứ con ở đây không có nổi đâu mà con dạy để mấy gì có tiền lương á, mấy gì chiết ra mấy gì cho con tiền để về tiền xe. À, sau lúc đó thì thời điểm mà 1 năm mấy trước đó vậy sao không trốn đi, lý do sao không trốn? Tại vì con sợ, con sợ trốn đi mới làm khó ngoại. À còn bà ngoại ha. Còn bà ngoại. À. Rồi con sợ trốn đi không ai giúp đỡ con. À, lúc đó hình như con cũng chẳng còn tiền nào trong túi đúng không? Suốt khoảng thời gian con làm con không có giữ tiền đúng không? Dạ. Bởi vì muốn về cái điều đầu tiên đó là bóc lột sức lao động trẻ em, mà cái thứ hai là hành hạ trẻ em như vậy. Người già thì không biết định để có con. Người già trẻ em luôn á. Bà ngoại bao nhiêu tuổi tư? Dạ 63. 63. Có ba bây giờ. Dạ. Cái lần cuối cùng mà dẫn tới cái em quyết định em trốn về nhà là như thế nào mà mẹ quyết định trốn? Tại vì á mà dì nói á là nhà này nhà của bà dì Kiểm. Ừ. Bà dì nói cái câu này là con ám ảnh, con mới sợ quậy. Dì Kiểm nói là nhà này nhà của dì Kiểm, là tao nói tao mắc cái gì là đền cái đó. Ừ. Mới chịu. Cái bà mới nói là mắc cái gì là con phải chịu cái đó. Ừ. Bà mới nói là bà ngoại mày với mày chê tao không lại đâu. Ừ. Vậy luôn ha. Cứ là lâu lâu là mất đồ, nói để đổ thừa cho em để cho em thường vô số tiền nữa. Bởi vì con mới sợ, con nói là con kéo thời gian, cũng không kéo thời gian là con ở thiệt, con ở cả đời con không trả hết nợ nữa. Ừ. Tại vì em làm như vậy thì cũng không biết số nợ mình có trừ hay không luôn hả? Phải đâu có nói với năng gì ha. Cứ làm mãn năm là thôi chứ không có nói cái số tiền mình giảm như thế nào. Ô tô á, gửi cái em nó làm bể bắt đền cái tô 50 ngàn. Mà em con không có làm bể. Ở mua 10 cái tô. Mà một cái tô là phải đựng đồ trong tủ lạnh, là bữa đó có khách á, là còn ở ngoài còn 9 cái tô.
em con nghề yoga, bà bắt đó là rửa chén. Đúng có khách đó là phải bắt em con quét nhà lau nhà, dọn dẹp nhà cửa. Đúng quýnh em con dữ lắm. Lấy đứa con móc vô tay em con. Trời ơi, đứa em nữa hả? Đứa em con mày mà cưng mấy tuổi? Vậy với em con 9 tuổi. 9 tuổi, trời đất ơi. Em ruột luôn hả con? Móc lỗ tai nó bây giờ tình hình nó làm sao rồi? Dạ đúng là móc đúng đâu 2 tháng rồi cậu. À sau này nó đi người ta vừa hành hạ trẻ em mà vừa hành hạ người già nữa. Nó ác còn hơn trong phim. Con nói trong nhà nó có camera đúng không? Dạ đúng, con nghe nói chuyện qua cảnh sát người ta có xét camera. À rồi bây giờ người ta bắt giữ ba rồi. Cái đó là bằng chứng luôn rồi đó. Quả báo á. Từ bữa giờ khi mà hôm qua là cái ngày con trốn về đây đúng không? Dạ. Con có đi khám bệnh ở chỗ nào chưa? Dạ có đi khám mà bác sĩ nói là đi khám chỗ đó là chạy chuyện qua không có đủ tiền. Ừ. Rồi bác sĩ nói khám CT là 2 triệu. Chụp CT 2 triệu đúng không? Rồi bác sĩ mới nói là giờ vậy Cà Mau khám luôn. Là bữa nay là cô chú chở con đi khám. Cái đó là công an chở con đi giám định đó. Giám định luôn á. Hôm nay công an mới chờ á. Hôm nay công an sẽ chở đi giám định luôn. Mong cái sự việc này sẽ sớm kết thúc luôn để cho bé lấy lại công bằng cho bé, và đặc biệt là sẽ giải cứu bà ngoại luôn. Tại vì nghe bé tâm sự là bà ngoại hiện tại vẫn đang bị nhốt. Bé em thì sao? Bé em có về lại chưa? Dạ em con còn đi ngoài biển. Trời ơi, đi với ai con? Dạ đi với ông Dượng và chồng của dì Kiểm. À, rồi vậy hả? Rồi giờ tình hình bé đó như thế nào? Dạ đúng ngoài biển á. Nhưng mà an toàn không? Nghe nói là đúng ở ngoài đúng bị quýnh luôn. Cũng bị quýnh luôn. Rồi hai chồng. Vậy là thường là dì Kiểm này tác động vật lý tới con đó là ông chồng này có thấy không hay là ông biết không? Không biết không? Dạ đúng quýnh vài cái gì ông Dượng cũng thấy mà ông Dượng không nói gì chứ. Không nói gì vợ mình luôn. Nhưng mà ổng có lần nào tham gia để mà hành động như vậy? Dạ không, ông Dượng không nói, nó không có làm gì. Con là chỉ có quýnh mà dì đang quýnh con thôi. Dạ. Nhưng mà thấy không ngăn cản đúng không? Quý sự việc mà bức xúc nhất là lấy cái lưỡi câu mà móc vào cái vùng dưới của bé nè. Bé mới 14 tuổi à. Mà nhu làm vậy nó ảnh hưởng đến suốt đời nó luôn đó. Nó bị ám ảnh á. Ám ảnh luôn. Thôi con giữ sức khỏe để chú hỏi bên hàng xóm con ha. Rồi một lát đi giữ sức để đi Cà Mau mà. Có gì đâu con. Đây là cái sự việc mà xảy ra với rồi bé dân và bà ngoại phải đi làm để mà gán nợ cho người ta, rồi cuối cùng là bị người chủ hành hạ rất là nhiều, mới làm có một năm mà hành hạ gần 6 tháng, và đỉnh điểm là những cái vết trên người của bé nè. Cùng với đó một cái sự việc rất là chấn động đó là dùng lưỡi câu móc vào cái vùng kính của bé. Quý vị nghe cái chuyện giống như thời trung cổ, rồi cho uống nước tiểu của chó nữa, không uống thì không có được. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha quý vị, tại đây hàng xóm cũng bức xúc nhiều quá thì em hỏi hàng xóm luôn quý vị nhé. Và hôm qua trên tất cả các tiệc mạng xã hội cũng có một cái sự việc chấn động, đó là cái việc mà bé dân 14 tuổi bị một cái người chủ, tức là một cái người chủ nợ đã hành hạ rất là nhiều lần luôn. Và trước mặt nghe quý vị khán giả đây là mẹ của bé dân à. Dạ mẹ bé con. Dạ chị cho em hỏi là chị tên gì hả chị? Tên Loan. Chị tên Loan hả? Dạ ngày hôm qua bé Vân và thì chị thấy cái tình trạng của bé như thế nào, chị có thể diễn tả giúp em được không ạ? Bé trốn đi đó là 5 giờ ngày kia. Dạ. Dạ cũng trên đây cũng lo lắm bé lắm mà không biết nó đi đâu về đâu. Dạ. Rồi sáng sau mà nằm thức cũng sáng đêm luôn, nằm tới 8 giờ sáng cho bé được có người dưới đưa bé lên. Sao giờ thấy mặt ngoài bé mấy mình hết trơn. Dạ. Rất là xúc động với con mình. Dạ. Dạ. Mỗi khi điện về nó nói mẹ ơi con không có bị đập bị đánh gì hết trơn, con giấu hết tất cả, con nhờ lên mình mấy cô mình kêu chị rất là đau. Tức là nó về nó vẫn giấu chị đúng không? Giấu hỏi một lần miệng hỏi tâm mẹ ơi con đây sống với ngoại vui vẻ lắm có gì hết mà rất tuyệt là nó đã giấu ngày qua ngày á, là bé chịu đựng hết nổi rồi bé sẽ điện lên bé nói. Dạ. nhờ máy ta điện lên bé nói là mẹ ơi con chịu đựng hết nổi, con bị đánh ngày nào con cũng bị đánh hết, cho con lính nước đá chó. Dạ. Ăn tất cả cái gì con cũng ăn được hết, cá sống ăn lần sống con cũng ăn, cái gì con cũng ăn hết. Bắt ăn lần sống luôn hả chị? Lần sống, cá sống,
rồi ăn băng, rồi nước đá chó cháu cũng liếm hết, ớt bé cũng ăn luôn. Chơi lần luôn, mỗi lần á đạn bé là bé nói không có đánh không có đập chứ, không ngờ về là mình mới đá mấy ngày á. Thì bé sợ không dám nói gì, không dám nói sợ là bỏ ngoại rồi đi rồi thấy ngoại tội nghiệp, rồi bỏ mẹ cũng không được, bây giờ thấy ngoại nghèo khổ hơn, chị trên đây cũng có gia trưởng nuôi mẹ rồi, thì con về cũng sống với ngoại, rồi thấy con mình nói vậy rồi cũng lầm cho con đi chị chứ, không ngờ xảy ra chuyện là ba nó nằm không chịu ấm rồi. Trước đó sự việc thì bé đi làm thì chị đưa ăn cho chồng biết không? Biết mà cho ăn. Biết làm cho bà kỹ là chị dưới bà cũng có nói với đứa con mình làm cho hàng năm á là bốn triệu trả tiền nhà á là trả tiền nhà là năm 20 triệu tiền nọ ra 20 triệu nghe bà nói như vậy là chính hiện bà kỹ nói. Rồi ở với ta yên tâm đi, được lắm, ở với tao tao luôn lắm. Không ngờ ngày nay con mình đi vậy á, chắc là đau. Yeah. Mỗi lần mà bé điện về thì chị có nghĩ là bà Kiểm sẽ cái bên không? Không, điện mẹ điện lén không, điện cù bắp không à. Lén mà giấu nữa hả? Giấu. À. Rồi mỗi lần mà nghe được thông tin mà mẹ điện lên đây á, bà thu máy, không cho xài máy hiện tại, giờ bà thu rồi, thu hai cái máy cù bắp của mẹ. Yeah. Không cho điện liên lạc mà nhờ thằng bạn của bé Thảo á, điện lên được Zalo, được dòm chứng kiến được thấy. Rồi nó nói chị ơi, rước trời rước cháu về đi, bị đánh ở chuồng ở trần giữa lộ luôn, xé quần áo bé tùm lum á. Rồi thằng này nói thôi chị cưng đưa bé lên được thôi, chị trả tiền xe cho. Cái nó nói em đưa không được, bây giờ chị 11 giờ đi, bé đi làm đó, rồi chị bắt bé là thằng này mới về nói với chồng. Thôi 11 giờ hai chồng mình đi xuống dưới bắt con về. Cái ổng mới đẩy ấy đi rồi đi xe về dưới. Cái chưa kịp nữa chị điện lên là nói bé trốn 5 giờ rồi. Rồi lúc đó mình cũng không biết là bé trốn đi đâu, rồi cũng nói còn nhỏ nó đi đâu nữa, cũng quan tâm thức uống sáng đêm chờ đợi bé nữa. Rồi không ngờ ở dưới đã đưa bé lên đây là rất mừng. Cũng có quỳ lại người đó đưa con mình ra lên. Nên là má con người đó đưa con mình lên. Em cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Anh Nghĩa có coi cái clip này với ở chứ giúp đỡ cho con em được lên đây gặp em. Em rất là má con mọi người nhiều lắm. Em rất cảm ơn. Lúc mà con chị về thì chị thấy lúc đó là chị cảm nghĩ như thế nào? Xúc động nói cũng lên lời ôm con chỉ khóc thôi, rồi mọi người nghe tiếng khóc ôm sờm rồi chạy lên coi. Chị có mấy người con? Dạ có được 5 người con. 5 người, bây giờ con bé Dân rồi có một bé nữa là cũng đang ở nợ cho người ta luôn đúng không? Dạ đúng rồi, rồi còn bé 9 tuổi đi biển nữa. Trời ơi, mới 9 tuổi mà cho đi biển luôn hả? Đi biển. Thông tin thì bé đó như thằng đó. Lê nghe bé Dân lên kể là bà có móc lưỡi câu vô quặt tay bé, giật mấy tét lô tay, đánh lưỡi câu là lấy cái cây cần câu quất con thằng bé 9 tuổi á, là ra máu giò, rồi đập bé bể đầu nữa. Rồi thằng chồng bà mới nói á, trời ơi đánh như vậy á, giò cắn như vậy rồi sao nó đi ra ngoài nó đi câu mực được, bà nó đánh cho chết con đĩ mẹ nó luôn. Rồi. Là nghe bé Dân nó kể lại chứ mình không có chứng kiến là bà đánh con mình. Mẹ ngã con ngã sao mà thấy được, chỉ nghe người này người kia nói thôi. Mọi người ơi cô. Ừ. Mà sao lúc bé nhỏ quá sao mà chị cho đi làm sớm chị? Không có, kiểu như là bé qua trên đây cũng 9 tuổi rồi. Cái đi về đám giỗ ông ngoại thấy bà ngoại bằng cá. Nói mẹ ơi con hỏi với ngoại, con muộn ngoại giặt đồ nấu cơm nước cho ngoại ăn. Rồi ngày qua ngày thấy bà ngoại bằng cá cực khổ quá, nó hơi ngoại vì con đi làm. Là bé làm được đầu tiên á, đầu tiên là bé mặn được tháng 1,5 triệu. Rồi sau này á là bà nó hơi mày mặn được rồi thì tao cho mày lên lương. Rồi cho bé lên lương là mặn 1 năm là 40 triệu, để 1 năm trừ tiền nhà 20 triệu, rồi tiền trả nợ 20 triệu. Rồi bé nó thấy phụ ngoại thôi chứ nó cũng không có bỏ mẹ được. Yeah. Rồi đằng này mẹ cũng đâu bỏ nó được đâu, tại nó đòi gì dưới sống với ngoại. Nếu con lựa chọn nha, tự con lựa chọn, mẹ không có bỏ con. Bây giờ con về phụ ngoại vài năm đi rồi con lên con ở với mẹ chứ con không có bỏ mẹ. Yeah. Rồi bé nói vậy chị cũng chịu theo bé thôi. Nói mẹ trên đây mẹ có cha dưỡng á, cha trên đây cha nuôi mẹ rồi, ngoại chứ không có ai nuôi hết, già cả không ai nuôi hết trơn á, tuổi con thì con bằng con nuôi ngoại. Thấy nó có hiếu chịu con nít mà có hiếu cho mình rất là vui. Không ngờ bữa nay con mình như vậy là rất là đau.
Chị ơi, chị biết là mẹ ruột của chị cứu trợ về cái gì không? Không, không rõ, nghe nó tiền hụi tiền nghe thôi chứ cũng tiền hụi hả? Dạ, tiền hụi tiền nghe mới đứng ra với chị hụi giùm mẹ thì chỉ biết phần đó thôi chứ không biết phần nào nữa. Dạ, thôi thôi bây, dạ, bây giờ là thời gian gấp rút, bây giờ chị đi cùng mấy bé xuống dưới Cà Mau luôn. Dạ, đúng rồi, định luôn. Dạ, dạ. Tại bây giờ đến phỏng vấn gì mà không có được rồi. Dạ, bây giờ mình cùng đồng hành đi với chị luôn. Dạ, dạ. Là cái như là đi Cà Mau rồi.